lạy Chúa, lạy con đến để thương thi lạy Chúa, lạy con đến để thương thi Ngài. Tôi đã hết lòng trông cậy vào Chúa thôi, Chúa đã nghiêng mình nghe tôi. Chúa cho miệng tôi mở lời ca để tôi hát mừng lên bài ca mới, tụng ca Thiên Chúa. Lạy Chúa, lạy con đến để thương thi Ngài. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ dâng, nhưng Ngài đã mở tay tôi. Chúa không đòi lễ tòa hoàn thiêu và lễ xa tội con liền thưa. Nay con xin đến, lạy Chúa, nay con đến để thương thi Ngài. Sách ghi chép lại những lời về chính con tìm ý Ngài vâng theo. Bao nhiêu là giới luật Chúa u ấm trong lòng, ôi lạy Chúa, lòng con yêu mến. Lạy Chúa, nay con đến để thương thi Ngài. Đứng công chính Ngài con truyền rao khắp nơi, giữa ngày nhóm hòm con dân kính xin Ngài thương nhận cho. Ngài quá biết rằng con chẳng ra